các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Ám ảnh, hoảng loạn vì bệnh da kéo dài. Mỗi ngày bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận từ 2 đến 3 trường hợp bệnh nhân bị các vấn đề về da kéo dài, sinh ra hoang tưởng cho rằng bản thân mình bị bệnh ung thư. Bà NTT, 56 tuổi ở Sóc Trăng, là mọi người tò mò nhìn vào phòng khám bệnh tại bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh, bởi bà liên tục nài nỉ bác sĩ cho nhập viện rồi chuyển đến bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh để kịp điều trị ung thư. Mặc dù bác sĩ chẩn đoán bà chỉ bị viêm da và nhiễm trùng. Đợi tâm trạng của bà T dịu xuống, bác sĩ phân tích do bà làm nông, ngâm người trong nước lâu ngày dẫn đến tình trạng viêm da nặng, vết lở loét cũ mới chằng chịch. Khi đó bà T vẫn làm việc nên bị nhiễm trùng nặng, nhất là vùng da chân và tay. Bệnh chỉ thuyên giảm nếu bà tuân thủ điều trị, ngừng làm việc một thời gian. Tuy nhiên, bà T không chấp nhận, bà lại cho rằng ngoài ung thư da, bản thân cũng bị ung thư gan nên mới ngứa nhiều và sưng người. Một trường hợp khác là chị TMB, 32 tuổi, ở tỉnh Bình Thuận, cứ vào ra bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh để điều trị ung thư dạ dày. Khai thác bệnh sử thì bác sĩ mới hay trước đó chị B bị nấm da, nấm móng đã được điều trị khỏi. Tuy nhiên, do bệnh kéo dài kèm theo nhiều sang thương gây ngứa ngáy, sẹo xấu nên chị bị ám ảnh một thời gian dài. Trong đợt điều trị trước đó, chị B đã có dấu hiệu rối loạn lo âu, căng thẳng kéo dài, bác sĩ phải vừa điều trị thực thể vừa hỗ trợ tâm lý. Hơn 7 tháng sau, dù đã hoàn toàn hết bệnh về nấm da, chị B vẫn bị các vấn đề về tâm lý. Chị nài nỉ bác sĩ xin thiết dạ dày giúp. Tôi bị ung thư rồi. Nhìn vào hồ sơ bệnh chị B cung cấp, thì bác sĩ biết được chị đi khám ở nhiều bệnh viện, phòng khám. Đa số đều khám theo yêu cầu, nội soi dạ dày, sinh thiết. Tuy nhiên tất cả đều chẩn đoán chị bị trào ngược dạ dày, viêm xước hang vị nhẹ và các xét nghiệm đều âm tính. Bác sĩ bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cho chị B xét nghiệm nấm móng, nấm da, kết quả chị hoàn toàn khỏi bệnh. Còn da tay bị xước, rướm máu là do chị quá căng thẳng, cảm thấy ngứa ngáy nên cào cấu để giải tỏa tâm lý. Bác sĩ đã dành hơn 1 giờ đồng hồ để phân tích tình trạng bệnh. Cuối cùng, chị B đã đồng ý đến bệnh viện có chuyên khoa tâm thần để điều trị. Theo thống kê, mỗi ngày, Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng 400 bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến sang thương. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trúc Quỳnh, khoa lâm sàng 1 của bệnh viện cho biết, hoang tưởng nghi bệnh gặp trong các rối loạn trầm cảm và tâm thần phân liệt xuất hiện khi người bệnh gặp một vấn đề hay bệnh trước đó. Các hoang tưởng này thường thấy ở người cao tuổi, người ám ảnh, quan tâm nhiều về sức khỏe. Do quá lo lắng, ám ảnh, bệnh nhân dễ rơi vào rối loạn lo âu, rối loạn cảm xúc, nặng hơn là hoang tưởng nghi bệnh. Bệnh nhân luôn tin rằng mình đang bị một căn bệnh nhất định, rồi sợ hãi và tự cảm giác bản thân đau nhức, ngứa ngáy. Mặc dù các chẩn đoán về hình ảnh, xét nghiệm đều không có bệnh về thực thể. Đa số người mắc bệnh hoang tưởng nghi bệnh thường liên quan đến bệnh ung thư, bệnh về da liễu hoặc hình dạng của các thành phần trên cơ thể, đặc biệt là mũi. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, những bệnh nhân có chứng hoang tưởng này đôi khi đòi được phẫu thuật tạo hình, tự uống thuốc điều trị. Vì vậy, trong thăm khám, bác sĩ lưu ý để nhận ra vấn đề này. Tiếp cận bệnh nhân có rối loạn da tâm thần nói chung và bệnh hoang tưởng nói riêng, cần thông qua quá trình trò chuyện, hành vi của bệnh nhân, sang thương da, v.v. Qua đó, nhằm phát hiện kịp thời những bệnh nhân có rối loạn tâm thần để chuyển đến các bệnh viện có chuyên khoa tâm thần, để các bác sĩ chẩn đoán chính xác bệnh, mức độ bệnh, từ đó đề ra phương pháp điều trị kịp thời, tránh sinh ra ảo giác làm hại mình và những người xung quanh. Bệnh nhân cũng không nên quá lo lắng nếu đột nhiên cảm thấy hồi hộp, nghi ngại bản thân mắc bệnh lặp đi lặp lại, dù các kết quả thăm khám đều khỏe mạnh. Hãy mạnh dạn nhìn về vấn đề của mình để chữa trị sớm. Ngoài ra, nếu nhận thấy người thân hay bồn chồn, lo lắng, chán ăn, rối loạn giấc ngủ, không muốn đến nơi đông người, sống thua người, nhốt mình trong phòng, v.v. Cho chuyện không nhanh nhẹn như ngày bình thường hoặc có than phiền về sức khỏe bản thân, thì gia đình hãy đưa người thân đến các cơ sở y tế có chuyên khoa tâm lý, tâm thần để được thăm khám và điều trị sớm. Điều trị đúng cách giúp làm giảm đáng kể các triệu chứng của bệnh,
giúp bệnh nhân phục hồi.